Hello, xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tùng tiếp tục làm một cái clip ngắn chia sẻ anh em đến một cái vấn đề, đó là cấu tạo công thức của một hợp âm trường và cái phương pháp tìm cái hợp âm trường như nào và sử dụng nó ra sao. Thì như anh em cũng đã biết thì clip trước Tùng đã chia sẻ với anh em về cái kiến thức của hòa thanh, vòng hòa thanh hợp âm thứ rồi. Thì khi chúng ta cũng biết rồi, các ca khúc, các bản nhạc thì nhạc sĩ và người ta chỉ sáng tác một là trên giọng trường, hai là giọng thứ. Vậy thì người chơi nhạc như chúng ta và chơi guitar như chúng ta thì chúng ta chỉ cần nắm bắt được trên hai cái giọng này và công thức của hai cái vòng hòa thanh này thì chúng ta có thể chơi được tất cả các bản nhạc, và chúng ta cũng là một cái nắm được cái kiến thức cơ bản nhất để chúng ta có thể đệm hát tốt cho những ca khúc viết trên hai giọng này. Như vậy thì cấu tạo của hợp âm trường như thế nào? Thực ra thì trong hợp âm trường nó cũng giống như thứ mà thôi. Khi mà một cái vòng hòa thanh của hợp âm thứ chúng ta có đấy, thì ngược lại, đảo ngược lại thì chúng ta sẽ có cái vòng hòa thanh của hợp âm trường nó nằm trong trong đó. Chẳng qua là nhiều lúc anh em không chú ý tới thôi. Thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ cho anh em một cái phương pháp tìm công thức hợp âm của vòng hòa thanh trường. Rồi từ đó chúng ta học thuộc cái vòng hòa thanh này. Rồi nó sẽ giúp ích cho chúng ta đánh nhiều thì chúng ta sẽ cảm âm tốt trên những cái vòng hòa thanh như vậy. Rồi lúc đó ta áp dụng vào những ca khúc, cái bài hát sẽ tốt hơn nha anh em. Như vậy thì vòng hòa thanh trưởng được cấu tạo như thế nào? Thì để đỡ mất thời gian anh em, Tùng đi vào cái vấn đề luôn. Thì Tùng đã kẻ một cái bảng sẵn, công thức sẵn cho anh em. Anh em chỉ cần chụp màn hình lại và anh em nhìn vào đó, rồi Tùng hướng dẫn cho anh em tập theo cái vòng hòa thanh này nhé. Rồi đầu tiên anh em nhìn vào cái bảng Tùng đã kẻ sẵn như thế này. Anh em chụp màn hình lại và anh em học thuộc các bậc cho Tùng như sau. Nhắc đến hợp âm trường thì các anh em cần nhớ cho Tùng các con số, đó là 1, 4, 3, 6, 2, 5. Thì các bậc đi theo cái quy trình của nó là bậc 1 đến bậc 4, đến bậc 3, đến bậc 6, đến bậc 2, bậc 5. Như vậy thì đầu tiên ta thấy là ví dụ là ta muốn có một hợp âm trưởng, đô trưởng chẳng hạn. Thì như vậy thì bậc 4 của nó là gì? Bậc 4 của nó là trưởng. Thì chúng ta đếm đến đô, rê, mi, pha thì chúng ta sẽ có hai cái trưởng. Đó là từ bậc 1 đến bậc 4 là nó sẽ có hai cái hợp âm trưởng xuất hiện đầu tiên trên cái vòng hòa thanh này. Kế tiếp thì nó đến bậc 3 của nó thì mình đếm là đô, rê, mi. Mình lấy cái đô làm đô, rê, mi thì mình sẽ có cái hợp âm mi thứ, chính là bậc 3 của đô. Như vậy thì ta nhìn lên cái hàng phía trên mà Tùng có ghi cái nhóm thứ hai là nó có ba cái thứ là ở quãng 3, quãng 6 và quãng 2 đấy. Thì chính cái vòng là mi thứ, la thứ, rê thứ nó nằm ở cái bậc đó. Thì anh em được tiếp tục có cái nhóm thứ hai, đó là mi thứ, la thứ, rê thứ. Và cái hợp âm cuối cùng nó là hợp âm son trưởng. Như vậy thì hợp âm này nó chính là cái hợp âm chốt hạ cho cái vòng hòa thanh này. Và nó kết thúc cái vòng hòa thanh này và nó trở về lại đô trưởng. Đó. Như vậy thì sau khi ta nhìn ra công thức thì chúng ta đã tìm ra được một cái vòng hòa thanh cơ bản cho hợp âm đô trưởng. Đó là trong đô trưởng sẽ có pha trưởng. Có mi thứ, có la thứ, có rê thứ và có son bảy, đúng không anh em? Như vậy thì tương tự như thế thì anh em có thể căn cứ vào các dãy số ở trên, các bậc ở trên và cái nhóm, một nhóm trưởng đầu tiên là có hai cái trưởng, ba cái thứ và một cái bảy cuối cùng. Để anh em căn cứ vào đây, anh em có thể là tìm tất cả các hợp âm tương tự. Ở đây Tùng làm ví dụ là cái mẫu cho anh em học, đó là cái đô trưởng. Thì anh em có tương tự thì anh em có thể là tìm ra rê, mi, pha, son, la, si, đô tương tự như thế. Rồi, thì khi anh em nhìn vào thì anh em so sánh với cái hợp âm trưởng và thứ nó khác nhau ở chỗ nào. Như vậy thì thường thường cái hợp âm trưởng á, nó sẽ đối lập lại với hợp âm thứ. Và tất cả những cái gì nhỉ, cái bản chất, cái tính cách của nó cũng đối lập. Anh em nhìn lên anh em thấy, tức là trong hợp âm trưởng nó sẽ có hai cái trưởng, ba cái thứ, một cái bảy. Thì như anh em đã học rồi thì trong hợp âm thứ Tùng có chia sẻ cho anh em rồi thì anh em lại thấy gì nhỉ? Trong thứ thì nó lại có hai cái thứ, ba cái trưởng ngược lại. Đó, rất là dễ dễ hiểu, dễ nhớ nha nha. Anh em chỉ cần nắm bắt được cái điều này thì anh em so sánh được cái hợp âm trưởng với thứ nó khác nhau ở chỗ nào. Và chúng ta cũng dễ nhớ. Tức là ví dụ chúng ta thuộc hợp âm trưởng thì chúng ta lại suy ra hợp âm thứ. Đó. Rồi tại sao chúng ta suy ra được? Thì Tùng chia sẻ cho anh em thêm một cái kiến thức thêm, bổ sung thêm ở cái bài học hôm nay. Thì để anh em nắm bắt được cái quy trình của hoạt động của hợp âm thứ thứ và trưởng như nào. Thì như anh em đã biết thì trong một cái cấu tạo hợp âm á, thì cái ba cái bậc chính đó là 1, 4, 5 nó đóng cái vai trò mắt xích quan trọng và nó là một cái kiềng ba chân. Nó cũng giống là một cái mối tương quan, nó không thể thiếu được trong một cái hòa thanh. Thì Tùng sẽ đưa ra ba con số đó, 1, 4
và 5. Tùng sẽ vẽ ra đây. Thì 1, 4 thì anh em viết lùi về ngược kim đồng hồ. Còn 5 thì anh em viết theo chiều kim đồng hồ, đếm lên phía trên, và anh em luôn nhớ cái quy luật này. Khi anh em muốn tìm một cái hợp âm nào đó thì anh em chỉ cần đưa cái hợp âm đó về chủ âm, đứng ngay cái quãng giữa này là bậc 1. Rồi từ đây anh em đếm cho Tùng cái, chẳng hạn như là hôm nay Tùng tìm cho anh em lấy, cũng lấy ví dụ cái hợp âm đô này luôn. Tùng làm mẫu cho anh em sẽ suy luận ra cái kiến thức của hòa thanh. Như vậy thì ta lấy cái đô làm mẫu, anh em đếm ngược về cho Tùng là đô re mi fa, anh em có bậc 4, rồi anh em viết fa vào đây. Anh em đến lên, lên, ngược lên, anh em đến đếm đến bậc 5 của nó thì mình có là đô re mi fa son, son chính là bậc 5 của đô. Như vậy ta tìm được bậc 4 của đô và bậc 5 của đô rồi. Thì sau khi ta tìm được ba cái hợp âm trưởng này rồi thì lúc đó anh em căn cứ vào một cái kiến thức nữa là cái bậc 6, bậc 6 của đô này này. Rồi, bậc không những riêng bậc 6 của đô mà căn cứ vào bậc 6 thôi để chúng ta tìm cho ba cặp hợp âm, ba cái cặp này này. Thì như vậy á, thì trưởng thì Tùng đại diện cho nó là dương, tức là phần dương, còn phần âm á, là phía dưới. Và thường thường cái hợp âm trưởng nó cũng như vậy nhé. Tất cả các hợp âm trưởng nó có tính chất rất là đàn ông, nó mạnh mẽ, nó nam tính và nó có cái gì rất là cứng rắn đấy. Thì cái màu của trưởng, mai mốt anh em hiểu về bản chất thì Tùng nói thêm về một cái vấn đề này nữa. Cái bản chất của hợp âm trưởng á, nó rất là hùng hồn mạnh mẽ và nó có chút gì là nó hơi mộc khô khan một chút đó. Rồi nó rất là nam tính nha anh em. Thì Tùng tạm đặt cho cái hợp âm trưởng này là đại diện cho phái nam đi. Rồi như vậy thì hợp âm thứ làm sao? Hợp âm thứ thì nó ngược lại, nó giống như người phụ nữ vậy đó, rất là tình cảm tha thiết, hoặc là nó có một chút gì đó nó nhẹ nhàng yếu đuối đó. Rồi rất là nữ tính. Như vậy thì lúc mà ta tìm được ba cái hợp âm của cái màu sắc của trưởng, nó nằm ba cái người đàn ông nằm đây rồi, thì lúc đó Tùng sẽ tạm cho là ba người đàn ông này sẽ đi tìm ba người vợ để hợp với mình. Thì thường thường á, thì cái hợp âm đô nó sẽ đi với la. Thì trong này thì cái vòng hòa thanh mà Tùng hay gọi là cái vòng bát quái, và cái vòng tròn đấy mà anh em hay nhìn thấy đấy, và các trên cái vòng tròn đấy nó thể hiện, thì thường thường cái đô này nó sẽ đi cặp với la. Thì chính là ông đô này sẽ tìm được cái bà la này là một cặp vợ chồng, Tùng tạm gọi như vậy. Rồi tại sao để căn cứ tìm được cái bậc này thì anh em cứ tìm bậc 6, đô đến đến bậc 6 thì ta sẽ có la. Thì tương tự ta muốn tìm một cái người vợ cho cái ông son này thì anh em cứ căn cứ vào bậc 6, anh em đếm là son la si do re mi, thì mi chính là bậc 6 của son, thì sẽ tìm được cái mi thứ này chính là một cặp với son. Tương tự như thế anh em tìm đến fa son la si do re, thì re chính là bậc 6 của fa, thì fa cũng tìm được một người tương xứng với mình, đó là re. Sau khi anh em vận dụng tìm được cái kiến thức này rồi thì anh em có thể là dựa vào đây để anh em tìm tất cả các hợp âm được nhé. Rồi sau khi tìm xong thì anh em có thấy không, như vậy thì ta tìm được ba cặp vợ chồng này, thì trong chính ba cặp vợ chồng này đây chính là hòa thanh của hợp âm đô trưởng, nó là xuất phát từ bậc 1 đây. Anh em đếm đây, 1, bậc 4 đúng không, bậc 4 thì anh em có cái pha này đó. Rồi anh em tìm được cái bậc 3 thì nó có mi thứ này, thì đây có mi thứ này, anh em thấy không đó. Và đây có la thứ này là bậc 6 này, anh em thấy không, và bậc 2 là chính là rê thứ. Như vậy thì bậc 5 của nó chính là gì, son. Như vậy thì anh em nhìn vào đây, anh em thấy có công thức đô trưởng nằm trong đây đó, anh em thấy không, rất là dễ và dễ hiểu và dễ tìm nha. Rồi sau khi ta có bộ hòa thanh của công thức của các bậc hòa thanh của hợp âm đô trưởng rồi, thì một điều xảy ra nữa là anh em thấy trong cái bộ hòa thanh của đô trưởng này nó lại có cái la thứ. Chính cái cặp này ta lại tìm được một cái hợp âm hòa thanh của bên cái dòng của hợp âm thứ luôn. Và ta cứ tìm được trưởng thì ta tìm được thứ, và ngược lại ta tìm được thứ thì ta suy ra trưởng. Như vậy thì anh em thấy không, ví dụ khi ta tìm ra rồi thì ta nhìn thấy cái bộ hợp âm của la thứ nó nằm ở đây luôn. Vì trong la gì nhỉ, la thì như anh em đã học cái kiến thức trước, Tùng có chia sẻ rồi về kiến thức hòa thanh của hợp âm thứ, nó sẽ gồm có bậc 1, bậc 4, bậc 7, bậc 3 và bậc 6, bậc 5. Thì như vậy đây là chính là bậc 1 này, bậc 4 của nó đây này là re này, bậc 7 của nó là son này, rồi bậc 3 của nó có phải là đô không, la si đô, và bậc 6 của nó chính là fa rồi, và bậc 5 cuối cùng của nó chính là mi. Như vậy thì anh em nhìn vào đây, anh em thấy có thứ và trưởng nó đều nằm trong nhau, và hai cái này nó đảo lộn lên cho nhau thôi. Một bên là đại diện cho cái phần mạnh mẽ cứng rắn và có chút gì căng, rất là căng, khi mà về âm trưởng nó rất là màu, nó rất là căng và nặng, rồi nó có tính chất mộc mạc khô khan, thì nó tượng trưng Tùng cho là giới
giới tính của gọi là về phần dương. Thì dưới cái phần dương này thì sẽ có phần âm. Âm thì là đại diện cho những cái màu hợp âm của thứ nó sẽ chạy chạy dài dưới này. Thì đây là cái màu của phía dưới. Và cái màu này luôn là những cái đại diện cho cái phái nữ. Thì Tùng tạm gọi đây là cái phái nữ, nó là rất là tình cảm, thướt tha, nhẹ nhàng, rồi trữ tình bay bổng gì đó, đại khái như thế. Thì nó là cái màu sắc, cái bản chất của hai cái giọng trưởng và thứ. Thì anh em chú ý vào điều này. Chính vì cái điều vậy mà thường thường những ca khúc mà viết trên dòng nhạc nhẹ đấy, thì anh em thấy không, nó những cái bài hát nhất là về chủ đề tình yêu thì các nhạc sĩ thường thường chọn ở cái giọng thứ để viết hơn giọng trưởng, tại vì giọng thứ nó dễ viết hơn và cái giai điệu nó cũng nhẹ nhàng, trữ tình bay bổng, giết tha thiết luôn, và nó cũng nó có một chút gì buồn bã hơn đấy. Thì chính vì vậy mà khi mà cái hợp âm trưởng này anh em chơi nhạc á, đa số các anh em chơi nhạc cảm âm cái phần trưởng kém hơn cái phần thứ và khó nghe hơn đó, theo Tùng được biết nha. Như vậy tại sao khó nghe hơn? Thực ra nó không khó nghe hơn đâu, tại vì những cái hợp bài hát trưởng và hợp âm trưởng nó ít, nên là chúng ta ít đánh nó, chúng ta ít dùng nó, nên là chúng ta khi gặp phải hợp âm trưởng chúng ta cảm âm không tốt. Nên là Tùng khuyên anh em một điều là khi cái bài học hôm nay Tùng chia sẻ cho anh em thì anh em cứ đánh trên hợp âm trưởng nhiều vào thì anh em sẽ nghe được mà thôi. Thực ra nó không khó nghe, nó giống như hai cái bàn tay của mình á, bàn tay trái và bàn tay phải. Khi mà chúng ta làm việc trên cái bàn tay phải nhiều á và bàn tay trái chúng ta làm việc ít, thì khi đụng cái việc gì đó mà phải làm sang bàn tay trái thì chúng ta làm thấy khó khăn hơn bàn tay phải. Thì ngược lại hai cái màu hợp âm này nó cũng vậy thôi. Thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ cho anh em là chúng ta nên đánh thứ và trưởng song hành. Ví dụ là chúng ta khi thực hành chúng ta chọn khoảng 10 bài hợp âm thứ để chúng ta hát, đệm hát, rồi chúng ta chọn 10 bài hợp âm trưởng để chúng ta đệm hát và chúng ta ứng dụng, thì chúng ta nghe nhiều thì chúng ta thấy là nó cũng có một cái quy luật rất là dễ và chúng ta cảm nhận được nó ngay nhé. Rồi, để đi vào vấn đề thực hành trên cần đàn thì căn cứ vào các bậc đây, chúng ta tìm ra hợp âm đô trưởng. Đô có fa, có mi, có la, có rê, có son. Rồi chúng ta cầm đàn lên chúng ta đánh nhanh nha. Rồi, sau khi anh em đã nắm được cái kiến thức Tùng chia sẻ về cái cách hợp âm và phân tích về hợp âm xong rồi thì anh em cứ vậy công thức và anh em tìm hợp âm cho Tùng trên cần đàn mà thôi. Rồi, đầu tiên chúng ta có hợp âm đô trưởng. Thì như vậy là đô là bậc 1, chứ có phải là fa là bậc 4 không, mi là bậc 3, la là bậc 6 và rê là bậc 2. Rồi, về son. Vậy ta có hợp âm đô trưởng là anh em bắt đầu tập trên cần đàn và đánh đô fa mi la rê son đô. Sau khi đánh trong cái bậc cái vòng hòa thanh này xong thì anh em cảm nhận được cái điều gì? Tức là nó có một cái giai điệu đi đi theo như vậy. Bây giờ Tùng không sướng âm một cái nốt này nữa, Tùng sướng âm cái giai điệu la 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 ta ta. Đó, anh em hát nghe anh em thấy là ta 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 ta. Thì anh em đánh cái vòng này nhiều vào thì anh em sẽ thuộc được cái gì nhỉ? Cái giai điệu đó tự nhiên nó đi vào cái tiềm thức của mình để mình nghe mình cảm nhận được nó. Đó. Khi anh em tìm được cái kiến thức này rồi thì anh em trong quá trình đánh anh em cố gắng sướng âm cho Tùng tốt ở cái vòng hòa thanh này. Khi ví dụ anh em không có đàn rồi anh em cũng sướng âm được cái giai điệu đô fa mi la rê son đô. Đó, anh em sướng âm được như vậy rồi thì lúc đó là những cái bài hát nó đi vào cái hợp âm nào, nó đi vào những cái quãng nào và nó đi vào những cái âm điệu nào, âm vực nào thì lúc đó anh em sẽ rất là cảm âm rất là nhanh và dễ nhận diện. Đây chỉ là một cái phương pháp nhỏ thôi nha, còn nhiều cái phương pháp cảm âm khác thì Tùng sẽ chia sẻ những cái phương pháp cảm âm sang một cái clip khác cho anh em, tại vì nếu mà nằm trong clip này nó dài quá anh em vào xem nó cũng chán. Đó. Như vậy thì anh em cứ là đô fa mi la rê son đô, anh em đánh lên đúng không? Đô fa mi la rê son đô. Rồi, đúng rồi. Và trong quá trình đánh thì anh em cố nắm cho Tùng cái gì, cái quy trình bậc. Vì đánh ví dụ đánh bất ví dụ là đây là mình biết bậc 2, đây là mình biết bậc 4, đây là mình biết bậc 3, đây là bậc 6 và đây là bậc 5 của nó. Thì tất cả anh em đánh trong quá trình anh em đánh anh em cố nghe được cái bậc. Rồi, Tùng chia sẻ cho anh một cái mẹo nữa là khi khi mình nghe một ca khúc một bài hát, anh em cố cố cảm nhận bằng cái giai điệu nó la la bằng cái hợp âm. Ví dụ là Tùng lấy ví dụ một bài cho anh em rồi anh em tập nhá. Ví dụ là một bài là ví dụ là một cái giai điệu, một cái hòa thanh của một cái màu hợp âm mà cái vòng 16 đấy, 1625 ạ. Thì đây một cái vòng mà hòa thanh thuận của hợp âm này là đô la rê son.
Thì thay vì anh em hát một cái bài nào đó khi anh em thuộc rồi, ví dụ là tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, ta 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 ta, ví dụ như thế, thì giai điệu nó đi, khi đánh xong anh em thấy anh em đọc được bậc thì nó rất là nhanh, anh em chỉ biết là nó là 1, 6 và 2, 5 thôi là anh em nắm được và anh đánh được bài này ngay. Rồi trong quá trình đánh anh em cố gắng sướng âm cho Tùng theo cái vòng là gì, đô 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 la la rê 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 son 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 đô đó. Đây cũng là một cái phương pháp để anh em cảm âm đó, nhiều phương pháp nha anh em, thì Tùng sẽ chia sẻ sang cái clip khác, nhưng mà đây là Tùng minh họa cho anh em biết. Và đây cũng chính là một cái vòng hòa thanh rất là ưa thích trong cái màu hợp âm này. Nhiều ca khúc, hàng trăm nghìn ca khúc nằm trong cái dãy hợp âm này, thì anh em chỉ thuộc 1, 6, 2, 5 là anh em đánh được rất nhiều bài hát. Ví dụ là O Carol, đó, người ta đánh bậc 1. I am but a fool, đó là bậc 5, ở chỗ 6. Darling I love you thì chắc chắn là ra bậc 2. Bậc 2 thì chắc chắn về bậc 5 rồi. Say you see straight view, đó. You hurt me and you make me cry, don't ever leave me, đó. Thì anh em thấy không? Nó cứ đi theo quy trình này. I wish sure he died, nó về. Như vậy thì anh em đã hình dung ra cái tác dụng của cái màu vào cái vòng hòa thanh khi chúng ta thuộc cái kiến thức này. Thì tất cả các bài hát nó chỉ nằm từ đô đến pha đến mi đến la đến rê đến son, và nó nằm trong cái sáu hợp âm này, nó cứ quanh quẩn ở cái vòng hòa thanh này thôi. Và nhiều bài hát người ta viết chỉ trên cái bậc gọi là bậc quan trọng nhất mà Tùng hay nói với anh em, đó là 1, 4, 5 đó. Thì ví dụ như Tùng đánh một cái bài trên mi trưởng đi, thì mi đây là chính là bậc 1, thì bậc 5 của nó là gì nhỉ? Bậc 4 của nó là la, rồi bậc 5 của nó là C, đúng rồi, C7. Ví dụ Tùng đánh cái bài Cơn mưa tháng 5 chẳng hạn. Ngủ vui cùng ký ức về, thấy không? Thì nó từ bậc 1 về bậc 5, trong giấc mơ luôn gọi tên, lại về bậc 4, rồi lại về bậc 1 lại. Đôi khi tôi muốn cố quên đi, đó, ví dụ thế. Thì cái vòng màu hòa thanh khi anh em chỉ có sử dụng 1, 4, 5 thôi, anh em phối vô anh em đã thấy một cái giai điệu hay rồi, anh em sẽ đánh này. Và anh em nghe cái giai điệu 1, 4, 5 nó, cái âm vực nó đi như nào, nó quen với cái lỗ tai mình, thì sau này những ca khúc khác nó đụng đến như thế thì anh em áp dụng bài rất là nhanh nha. Mì, đó. Đây là chính vòng 1, 4, 5. Rồi, hoặc là những một cái số dạng mà màu vòng ưa thích của hợp âm trưởng, một ca khúc hợp âm trưởng hay đánh thì có những cái giai điệu, chẳng hạn như là một cái giai điệu giống như cái vòng mà anh em hay nghe và thấy những cái dòng nước ngoài người ta hay chơi trên rock, đó là vòng canon đấy. Ví dụ là hợp âm rê trưởng, thì rê là gì nhỉ? Tương tự như thế, anh em có thể là vận dụng các kiến thức của Tùng chia sẻ để anh em tìm hợp âm rê nó còn gồm cái gì nha. Thì khi anh em có kiến thức mà Tùng chia sẻ rồi thì tìm hợp âm rất là nhanh, chỉ trong vòng 2-3 phút anh em sẽ có những nhiều bộ hợp âm đánh trên tay luôn. Như đây có là rê không? Có phải bậc 4 nó có là son không? Đó, rê mi fa son thì son là bậc 4 và fa là bậc 3, rê mi fa là bậc 3 và si là bậc 6. Đó, rê mi fa son la si thì si chính là bậc 6 và mi là bậc 2, rê mi và bậc 5 của nó là la 7, ta có rê trưởng. Rồi, rê son fa si mi la rê. Thì đây là chính là cái vòng hòa thanh của rê trưởng. Rồi anh em cứ đánh nhiều trên cái vòng hòa thanh này, rồi anh em tập ở những cái dạng vòng căn nông, nó cũng giúp ích cho anh em nghe được nhiều một số dòng nhạc nước ngoài. Và có một số dòng nhạc nước ngoài cũng Việt Nam cũng áp dụng theo cái thể loại này. Đó, tức là cái vòng căn nông nó sẽ đi theo cái dạng là 1, 5, 6, 3, 4. Đó, 1 này, 5 này, đó, rồi nó đi về là 6 này, rồi 3 này, rồi về 4 này. Tăng 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 tăng, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, về 1. Đó, ta có cái giai điệu rất là đẹp nha. Cái dạng vòng hợp âm để anh em khi nắm được cái kiến thức rồi thì anh em có quyền đảo nó lên, đảo các con số lên. Lúc ta đánh như 1, 2, 5 chẳng hạn, 1, 2, 5 thì anh em chỉ sử dụng như là 1 này,
2 này, 5 này. Rồi chúng ta nghe nhiều. Ta 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 ta. Thì một số dòng van 3 4 người ta hay viết trên cái giai điệu 1 2 5. Khi anh em nghe phát là anh em biết được cái giai điệu này là 1 2 5 và ứng dụng. Rất nhiều bài của cái dạng của nước ngoài người ta chỉ viết trên 1 2 5 là. Ví dụ là What a we the one da di da 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 da. Rất nhiều bài nha anh em. Cái 1 2 5 này anh em ứng dụng anh em cũng thấy rất là nhiều bài, chẳng hạn như là cái băng nhạc Phượng Hoàng ngày xưa của thập niên 80 thì anh em hay nghe những băng nhạc Phượng Hoàng hát trên 1 2 5 rất là nhiều. Loài ngọc đá mang chân em ta da 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 ta ra ra ta hai năm ta ra ra ta ra ra ta. Hoặc là một số bài là tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên nó lại hai rồi lại năm như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ có cây, tôi muốn sống mà không biến. Nó cứ 1 2 5 1 2 5 anh em đánh hòa thì anh em chỉ hiểu về cái vòng hòa thanh. Khi anh em nghe được cái 1 4 gì nhỉ 3 6 5 anh em nghe thuộc rồi thì anh em chỉ cần nghe cái bài qua một cái bài nào qua anh em biết được nó đi cái vòng liền. À nó là 1 4 5 thì ta cứ áp dụng 1 4 5 anh em đánh thôi. 1 2 5 anh em dùng 1 2 5 anh em đánh. Hoặc là 1 6 2 5 thì anh em cứ 1 6 anh em đánh thôi. Ví dụ là thì một số bài dạng O'Carroll đó thì ví dụ thế, đó là dạng như cái 1 2 5 1 2 5 và nhiều bài này. Ta da ta 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 thì là bậc 6 này, bậc 2 này. Ta da ta 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 da ta là dòng nhạc nước ngoài hay viết dòng này. Việt Nam cũng hầu như các ca khúc đi theo cái vòng 1 6 2 5. Thì ở clip này Tùng không có thời gian nhiều để chia sẻ cho anh em về cái kiến thức, nó quá nhiều. Thì Tùng sẽ cắt cái vấn đề về cái ứng dụng thay đổi cái màu vòng hòa thanh ở cái một cái bậc khác về cái kiến thức. Khi anh em nắm cái bản, Tùng sẽ ra clip tiếp theo về cái ứng dụng đệm hát trên những vòng cảm âm, cách cảm âm của và áp dụng bài cho cái công thức hợp âm trường. Và sau đó anh em có thể là từ cái chỗ này vận dụng, Tùng sẽ phát triển trên cái vòng hòa thanh mở, tức là vòng hòa thanh hợp âm nâng cao cho anh em trong hai giọng thứ và trường. Rồi, chúc anh em học và cảm nhận được bài tốt. Thì mong rằng anh em ủng hộ clip Tùng và chia sẻ. Nếu mà anh em yêu mến và thích Tùng thì xin anh em đăng ký kênh và ủng hộ và làm cái động lực để Tùng tiếp tục chia sẻ cho anh em đến những cái kiến thức khác về cái nội dung về vòng hòa thanh cũng như là cảm âm, hợp âm và cách nâng cao của những cái kiến thức về hòa thanh rồi đệm hát. Và trong quá trình chúng ta có thể là học về tiếp theo những cái bài học về âm giai hoặc là tiết tấu. Thì chúc mọi người học tốt và mong rằng theo dõi ủng hộ Tùng nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo.